Bạn có thể mắc phải ung thư da nếu phát hiện có 5 dấu hiệu này trên da của bạn. Xem hết video để phát hiện và điều trị kịp thời. Ung thư da là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Đáng sợ hơn, giai đoạn đầu của bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan và bỏ qua. Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư da giúp bạn phát hiện sớm và điều trị kịp thời. 1. Nốt ruồi mới xuất hiện hoặc thay đổi. Nốt ruồi mới xuất hiện bất ngờ, có kích thước, hình dạng hoặc màu sắc bất thường. Nốt ruồi cũ thay đổi kích thước, hình dạng, màu sắc hoặc chảy máu, ngứa, loét. 2. Vết loét dai dẳng. Vết loét trên da không lành trong vòng 3-4 tuần. Vết loét có bờ không rõ ràng, dễ chảy máu, đóng vảy. 3. Vết sần sùi, da nhăn nheo. Vết sần sùi, da nhăn nheo xuất hiện trên da, thường gặp ở mặt, cổ, tay. Vết sần sùi có thể có màu đỏ, hồng hoặc nâu. 4. Da thay đổi màu sắc. Da xuất hiện các mảng da sẫm màu, nâu hoặc đen. Vùng da sẫm màu có thể lan rộng hoặc thay đổi kích thước. 5. Ngứa ngáy, khó chịu. Da ngứa ngáy, khó chịu dai dẳng, đặc biệt là ở khu vực có nốt ruồi hoặc vết loét. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ ung thư da, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời ngay nhé. Hãy nhớ rằng, phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị ung thư da thành công. Hãy follow và chia sẻ video này để lan tỏa thông tin hữu ích này đến mọi người.